đường băng Tân Sơn Nhất và Nội Bài được sửa chữa ra sao? Tình trạng học sinh gây rối hỗn chiến ngày càng gia tăng. Xe ben vẫn ngang nhiên tung hoành đường cấm. Phát hiện một phụ nữ chết cháy trong công viên nghi vì nợ nần. Phút đời thường hôm nay mời quý vị đến với câu chuyện về làng muối trăm năm Tuyết Diêm tại Phú Yên. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Quốc Huy của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Một thông tin đáng chú ý sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, ngày 29 tháng 6 sẽ chính thức khởi công dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ cải tạo nâng cấp đường hạ cánh 25R-07L, xây dựng hai đường lăn thoát nhanh, một đường lăn song song, xây dựng cải tạo nâng cấp các đoạn đường lăn nối, xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu, sơn kẽ tín hiệu, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đồng bộ. Với dự án cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ cải tạo nâng cấp đường hạ cánh 11L-29R-1A và đường cất hạ cánh 11R-29L-1B, xây dựng mới 3 đường lăn thoát nhanh, cải tạo nâng cấp 9 đường lăn hiện hữu. Ngoài ra, cả hai sân bay này đều sẽ cải tạo nâng cấp, xây mới các công trình cung cấp điện, hệ thống đèn hiệu, hệ thống điều khiển và hệ thống hạ cánh bằng thiết bị ILS. Tổng mức đầu tư của hai dự án là 4.045 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra nhiều vụ việc các em học sinh mang theo hung khí, tụ tập gây rối, hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn, gây bức xúc dư luận. Sau đây chúng tôi xin được điểm qua một số sự việc đáng chú ý. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được vào đêm khuya tại khu vực siêu thị Metro, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Do phát sinh mâu thuẫn khi nợ nần nhau 700.000 đồng, nên hai nhóm học sinh của hai trường Trung học Phổ thông Buôn Ma Thuột và Trung học Phổ thông Chu Văn An đã hẹn nhau ra đây hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, kịp thời ngăn chặn tạm giữ 29 người, thu nhiều hung khí các loại. Trong thứ sáu tuần vừa rồi thì nó lên trường nó quýnh em, mà em nhờ một anh nữa hẹn cho em không hẹn. Tối hôm qua thì em hẹn lên để trả nợ với lại ra quýnh ba ba. Bản thân em là học sinh nhưng mà nếu tụ tập đi đông vậy quýnh nhau là sai. Dạ do nếu mà em không đi thì tuần sau nó cũng lên trường nó kiếm nó quýnh em. Còn đây là nhóm 21 thanh thiếu niên và học sinh mang nhiều loại hung khí tụ tập nhau tại một khu đất trống gần một trường mầm non tại thành phố Buôn Ma Thuột để chuẩn bị đi hỗn chiến với một nhóm thanh thiếu niên khác nhằm giải quyết mâu thuẫn. Những cái nguyên nhân dẫn đến những cái vụ việc này đấy thì thường là có những cái mâu thuẫn giữa các em học sinh ở trường này với trường khác, mâu thuẫn bằng những cái lời nói trên mạng xã hội. Đấy, rồi là mâu thuẫn về vấn đề về tiền bạc và kể cả là có những cái mâu thuẫn về tình cảm mà thường là xuất hiện ở trên mạng xã hội. Việc học sinh mang hung khí tụ tập gây rối đánh nhau hỗn chiến xuất phát từ những nguyên nhân nhỏ nhặt là một thực trạng đau lòng. Vấn nạn này đang đặt ra cho toàn xã hội, đặc biệt là các trường học và phụ huynh cần lưu tâm nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em của mình. Những ngày qua, người dân và du khách khi đi trên tuyến đường du lịch nổi tiếng vùng Núi Chục, Nha Trang, Khánh Hòa đều cảm thấy kinh hoàng khi tuyến đường này bị tràn ngập xà bần và phế liệu xây dựng. Tuyến đường du lịch vùng Núi Chục được coi là tuyến đường rất đẹp của thành phố biển Nha Trang. Tuy nhiên, những ngày vừa qua, tuyến đường đẹp này lại tràn ngập xà bần do các xe tải đổ trộm. Những đống cát đá phế liệu xây dựng nằm vương vãi ngổn ngang, phủ kín cả tuyến đường từ bến đò cầu đá cũ đến cảng cá Vĩnh Trường. Tình trạng tuyến đường bị tràn ngập xà bần như trên cũng do nguyên nhân không có sự kiểm tra thường xuyên của ngành chức năng. Đồng thời, do tuyến đường này rất vắng vẻ nên các đối tượng thường đổ trộm xà bần vào ban đêm nên khó bị ngành chức năng phát hiện xử lý. Thưa quý vị, tình trạng xe tải, xe ben vô tư ra vào thành phố trong khung giờ cấm và các tuyến đường cấm đã gây ra nhiều vụ tai nạn, phá nát hàng loạt con đường, trở thành nỗi ám ảnh cho người dân. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên chương trình.
Theo ghi nhận tại các tuyến đường Trường Chinh, quận 12, Tân Bình, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng, quận 1, quận 3, nhiều xe ben xe bồn thường xuyên chạy vào giờ cấm, phóng bạt mạng khiến người đi đường ngao ngán. 21 giờ 30 ngày 29 tháng 5, khu vực trước cổng bến xe An Sương đã có gần chục chiếc xe ben nối đuôi nhau đậu chờ sẵn, chuẩn bị chạy vào trung tâm thành phố. Đường Trường Chinh cấm xe tải và được phép lưu thông từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, đồng hồ mới điểm 21 giờ 50, binh đoàn xe ben từ ngã tư An Sương bắt đầu kéo nhau chạy về trung tâm thành phố. Không gian yên ắng của đường Trường Chinh Cộng Hòa quận 12 Tân Bình, Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận 3 bị xé toạc bởi tiếng động cơ gầm rú, tiếng còi hơi của những chiếc xe ben. 21 giờ 30 đêm ngày 22 tháng 6, chúng tôi có mặt cùng tổ công tác đội cảnh sát giao thông An Sương thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh lập chốt tại giao lộ Phan Văn Hớn Trường Chinh quận 12 để xử phạt, ghi nhận tình trạng trên. Tuy nhiên, khi có lực lượng chức năng, xe ben ra vào rất đúng giờ. Về cái công tác xử lý xe ben xe bồn hiện nay của lực lượng chức năng của lực lượng giao thông nó còn gặp một số khó khăn nhất định. Thứ nhất là các cái chủ phương tiện cũng như người điều khiển cho các lực lượng để cảnh giới cái người thực thi công vụ. Cái thứ hai nữa là trong cái khoảng thời gian cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông đang còn phải điều tiết phân luồng trong cái khung giờ đó, thì các cái người lái xe này là lợi dụng những cái việc mà lúc không có lực lượng cảnh sát giao thông thì thực hiện các hành vi vi phạm đi vào khu vực cấm, đi vào đường cấm. Trung tá Bình cũng khẳng định trong thời gian tới, phòng BC08 sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xử phạt những trường hợp xe ben xe bồn đi vào khu vực giờ cấm thông qua hệ thống camera nhằm răn đe những tài xế vi phạm, góp phần cho tình hình giao thông trên địa bàn thành phố được tốt hơn. Mới đây, người dân tại phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã phát hiện xác một phụ nữ chết cháy trong công viên An Hòa. Theo trình bày của người thân nạn nhân, thì gần đây người này có vay rất nhiều tiền từ nguồn tín dụng đen nhưng không có khả năng chi trả. Theo đó, vào khoảng thời điểm trên, người dân ở phường An Bình, thành phố Rạch Giá phát hiện có một đám cháy dữ dội nằm trong bãi cỏ thuộc công viên An Hòa. Khi đến gần thì phát hiện khói lửa bốc lên từ chiếc xe máy, cách đó khoảng 5 mét là một thi thể người phụ nữ bị lửa cháy đen. Nhận được tin báo, công an phường An Bình và công an thành phố Rạch Giá nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân sự việc ban đầu. Sau đó, nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Phương Hồng, 50 tuổi, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Hiện lực lượng nghiệp vụ đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và tử thi, bàn giao xác nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Với tuổi đời gần 150 năm, Muối hầm Tuyết Diêm, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên là thương hiệu nức tiếng xa gần bởi sự tinh khiết, hương vị đậm đà mà hiếm nơi đâu sánh bằng. Để làm ra những hạt muối trắng xóa như bông tuyết ấy là cả một quá trình vô cùng nhọc nhằn, gian khổ. Những phút cuối của chương trình, mời quý vị cùng đến với câu chuyện của làng muối trăm năm này quý vị nhé. Theo người dân địa phương, từ xa xưa, hạt muối Tuyết Diêm hay còn gọi là muối Cù Mông vì làng muối nằm bên đèo Cù Mông, luôn được người dân quý trọng. Thời Pháp thuộc, quân Tây cho xây một ngôi nhà lớn ngay trên cánh đồng muối, rồi các cử quan, lính thay phiên nhau canh giữ từng hạt muối. Bởi vậy, diêm dân có câu, muối Cù Mông 30 đồng một hạt để nói lên giá trị của hạt muối nơi này. Nổi tiếng là vậy, thế nhưng hiện nay, nghề làm muối hầm Tuyết Diêm ngày càng mai một và có nguy cơ bị xóa sổ vì đời sống diêm dân quá bấp bênh. Công đoạn làm muối là lúc đầu là mình hút muối vô trong cái chậu đây. Rồi bắt đầu là mình mới tập trung ra đây, rồi mình vô mình chất trong cái lò đây. Củi mình đâm vô cửa đây. 3 tiếng rưỡi 4 tiếng là bắt đầu là nó chín lần là nó sẽ thành bột. Làm đây khổ nhất là công đoạn là khi ra lò. Nếu bây giờ phải có cái xúc phía vậy chứ. Đi mới làm được, chứ còn nếu mà không có xúc phía thì cũng làm sao đâu làm. Đến nay, cả làng muối chỉ còn đúng 4 hộ duy trì nghề làm muối hầm với công suất khoảng 10 tấn muối mỗi ngày. Để làm ra hạt muối hầm Tuyết Diêm, diêm dân phải thu hoạch muối hạt tại chỗ, sau đó vận chuyển vào kho. Các công nhân sẽ thay phiên nhau đổ muối hạt vào chậu đất, sau đó sắp xếp vào lò, nung dưới lửa suốt 12 tiếng đồng hồ. 2 giờ dậy đi, 6 giờ sáng giờ. Làm cái đây phải vất vả đâu rồi chứ. Còn như thức nửa đêm nè, làm nặng nhọc. Như đó là đủ mệt rồi á. Anh ba làm đây được bao lâu anh hả? Ba anh em
hay là cũng bấp bênh này, giờ có làm cái anh giờ không làm lấy đâu ấy, đúng không? Đây là ngày làm để ngày nói mà. Bà Trương Thị Thanh Hồng, 53 tuổi, là một trong những người cuối cùng còn theo đuổi cái nghề gia truyền này. Theo bà Hồng, nhiều người bỏ nghề vì quá cực nhọc, thức từ 12 giờ khuya đến 6-7 giờ sáng mà thu nhập chỉ khoảng 200.000 đồng một ngày. Điểm đặc biệt của việc sản xuất muối hầm tại đây là hầu hết các khâu sản xuất đều được thực hiện thủ công. Mỗi đội chỉ cần thiếu một người là cả đội sẽ phải nghỉ vì không có ai thay thế. Trong khi đó, giá muối hầm chỉ khoảng từ 3.000 đến 4.000 đồng một ký, nhưng chi phí chất đốt, tiền công lại chiếm một phần lớn, thế nên lợi nhuận rất thấp. Nhiều người cho biết, sở dĩ vẫn còn theo đuổi nghề này chỉ vì đây là cái nghề truyền thống, được truyền từ đời ông cha nên không thể bỏ. Hồi trước kia thì ba mẹ chị làm, xong rồi ba mẹ già rồi chị nối nghiệp thôi, chị làm chắc cũng được mười mấy năm rồi. Đầu ra nó cũng hơi khó với... Cái đây là làm thủ công nên công luôn cũng tìm cũng khó lắm. Mình phải tìm những người biết làm rồi về làm. Xong với lại cái đầu ra thì nó cũng không có được mạnh á. Cho nên mình cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên công việc này rất nặng nhọc, nhất là lúc đốt lửa để hầm muối. Hơi nóng tỏa ra làm ai cũng toát mồ hôi như tắm. Ai không quen là ngợp liền. Nhiều người lo ngại cái nghề này sẽ bị dẹp bỏ vì con cháu thấy cha mẹ ông bà chúng quá vất vả nhưng thu nhập không là bao. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuitre.vn quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.